Dương Mịch bị đào lại ảnh 10 năm trước, nhan sắc cực phẩm nhưng lại để lộ một điểm đã giao kéo. Nhìn lại những khoảnh khắc trong quá khứ, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho nhan sắc đỉnh cao một thời của nữ diễn viên Dương Mịch những năm trở lại đây. Dương Mịch là cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí xứ Trung. Theo đó, nguồn tài nguyên của cô nàng rất dồi dào, không chỉ liên tục nhận dự án phim ảnh tham gia show truyền hình mà mỹ nhân họ Dương còn được nhiều thương hiệu nổi tiếng chọn mặt gửi vàng. Cũng vì vậy mà Dương Mịch rất chăm chú hình ảnh cho bản thân, không ngại chặt chém bất kỳ sao nữ nào tại thảm đỏ các sự kiện lớn. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng vướng nhiều tranh cãi liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ vì nhan sắc ngày càng khác lạ. Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung bất ngờ đào lại loạt ảnh cũ của Dương Mịch trong bộ phim Tân Kinh Thành Tứ Thiếu năm 2011. Trong tác phẩm này, Dương Mịch vào vai nữ ca sĩ nổi tiếng, tài năng và xinh đẹp ở Kinh Thành tên Bạch Tuyết. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các hội nhóm Cbiz. Nhìn lại loạt khoảnh khắc thợ mới bước chân vào làng giải trí của Dương Mịch, ai nấy đều không khỏi trầm trồ xích xoa trước nhan sắc cực phẩm của cô nàng. Theo đó, người đẹp sinh năm 1986 được nhận xét sở hữu gương mặt bầu bĩnh cực đáng yêu, đôi mắt to tròn trong sáng dễ gây thiện cảm. Có thể nói đây là khoảng thời gian mà Dương Mịch chưa vướng nghi vấn giao kéo. Chính vì vậy, nhìn những khung hình được blogger chia sẻ mới thấy nhan sắc khi xưa của vợ cũ Lưu Khải Uy kinh diễm tới độ nào. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ những bức ảnh, khuôn cằm của Dương Mịch lúc này còn khá vuông, không hề vi lai như hiện tại. Chính chi tiết này càng khiến nhiều người tin rằng nữ diễn viên đã phẫu thuật làm thon gọn mặt. Dưới bài đăng của blogger, cư dân mạng đồng loạt dành cơn mưa lời khen cho mỹ nhân tam sinh tam thế. Bên cạnh đó là những ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối vì gương mặt Dương Mịch bây giờ không đẹp như trước. Đẹp ngất ngây con gà Tây. Thời đó mặt đâu có gọn giống bây giờ, vẫn thích gương mặt của Dương Mịch lúc này nhất. Bây giờ không đẹp bằng lúc đó. Dương Mịch niềng răng xong bị móm hơn, nét ngày xưa trong trẻo đầy đặn hơn cơ. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Mịch bị khui lại ảnh cũ và cho thấy sự thay đổi đáng kể trên gương mặt của cô nàng. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, vợ cũ Lưu Khải Uy luôn phải đối mặt với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Không ít lần cư dân mạng tìm được hình ảnh chứng minh khuôn mặt của Dương Mịch thay đổi rõ ràng theo thời gian, vậy nhưng người đẹp này chưa một lần thừa nhận chuyện giao kéo. Tuy nhiên, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy khi mới bước chân vào làng giải trí, Dương Mịch có gương mặt vuông nhưng chỉ sau vài năm thì đã trở thành V-Line. Để giải thích cho sự thay đổi này, nữ diễn viên từng cho biết gương mặt trở nên thon gọn là nhờ nhổ răng khôn. Tuy nhiên, lời nói của nữ diễn viên tâm sinh tâm thế Thập Lý Đào Hoa lại không thể thuyết phục được cư dân mạng. Trong một bài phỏng vấn liên quan đến chủ đề nâng mũi bơm ngực, Dương Mịch cũng từng đề nghị phóng viên véo mũi cô để xác thực chuyện bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ. Trước nhận định của ký giả, cô nhiều lần bác bỏ tin đồn, nhưng công chúng vẫn không chấp nhận. Họ thấy rõ ràng gương mặt cô thay đổi. Dương Mịch tâm sự, giờ đây phẫu thuật thẩm mỹ có ở khắp nơi, không còn là chuyện hiếm hoi. Tôi cũng giải thích nhiều lần, nhưng giờ tôi nhận ra rằng, bạn nghĩ thế nào là việc của bạn, bản thân tôi không thể kiểm soát, còn câu trả lời của tôi luôn chỉ có một. Ở một chương trình truyền hình khác, Dương Mịch từng nhận được câu hỏi tương tự. Trong số Tân Tứ Tiểu Hoa Đán, ai là người đụng giao kéo nhiều nhất? Vốn nhiều lần trở thành đề tài bàn tán về vấn đề này, Dương Mịch đã có màn đối đáp cực thông minh. Theo đó, cô cho biết, nếu là đụng chạm giao kéo nhiều nhất, nghĩa là phẫu thuật nhiều nhất. Nếu vậy thì chắc là tôi rồi, vì tôi đã từng sinh em bé. Không chỉ Dương Mịch, nhiều mỹ nhân đình đám như Dương Tử, Angelababy cũng liên tục vướng nghi vấn giao kéo. Tuy nhiên, để khiến bản thân hoàn hảo trước công chúng, những nghệ sĩ này đều miệt mài phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.